Ôi, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thi diều giải mini nha, lần thứ 7. Rồi, con xuống. Con này là được giải nhì, đang phân xuống. Con rồng phượng đây, cũng vàng. Giờ còn một số bay trên này nha, ổn định. Con này là giải nhất nha các bạn. Con này là giải nhất nha. Đó, con xanh nè. Quay cho các bạn coi nè, đó con này nè. Con này là giải nhất nè. Đó, con này là giải nhất nha. Quay im luôn á. Con này giải nhì đang phân xuống rồi. Còn một con giải ba. Con giải ba là con này. Đó. Ru luôn nha. Rồi, còn một con giải tư. Con giải tư là con vàng trên cao hết nè. Đó, con ở trên cao hết là giải tư. Đây, con giải tư đây. Đó, con ở giữa nè. Ở giữa này là giải tư. Rồi, đã phân được 4 giải rồi nha các bạn. Gom lại đây. Gió cửa này bay quá đầm. Đâu bay vô dữ hả? Ru luôn. Hai con này là xanh đôi nha. Nhưng mà có một đứa đọt giải. Có một đứa đọt giải ba. Con này không chơi, con này đi riêng ra ngoài rồi. Gió lại rồi đó. À, 5 con gom lại. Quá đỉnh. Đó, 2 4 6 con. Một con tách bầy vô một con khác. Quá đã chưa? Rồi đang kéo xuống. Em đang ráp một con sáo nha.
cái này chắc 3 mét ạ. Đây, con phụng hoàng này giải nhì. Giải nhì ạ. Ừ, vẽ đẹp quá. Nghệ nhân à. Rồi, các em nông thôn dừng xuống. Đã chấm điểm rồi. Quá đã, gió bữa nay quá đầm, gió nhỏ quá. Rồi em đang phân xuống nha. Em nhỏ cầm con diều hạng nhì. Dạ. Còn mấy em ráp diều sáu đây. Mấy mét không? 3 mét chú. 3 mét. Nhỏ hả chú? Cho lên kênh luôn nha chú. À. Quá đẹp ạ. Con này đẹp lắm à. Con này mà mấy cái bạn vô nhìn 2, 4, 5 mấy cái bạn đây. Dạ. Vô nhìn đã lắm mà 6 khỏe. 7 ống nha, 7 ống 6 nha. Mà nó đầm sao giữa. Nó đầm luôn, nó xuống dặn bình luôn. Còn được chưa? 7 á là quá đẹp ha con hai, dễ nhì hả? Cầm vô cho chú coi coi coi. Đó, giải nhì nè. Nghệ nhân vẽ nè. Tự vẽ luôn nè. Tự làm tự vẽ luôn nè. Quá đã. Rồi chuẩn bị thả con sáo 3 mét đuôi cá. Mang 7 ống sáo nha. Màu sặc sỡ luôn á. Đây con này dễ nhất đây. Xanh đen. Thank you.
Rồi có gió đó. Được chưa? Gió tới đó, gió tới đó. Rồi lên đây không? Mau đi, gió, gió. Rồi lên. Đó. Ăn gió. Quá đã, chìm xe luôn. À đang ro nha. Đang ro. Quá nặng. Quá chuẩn. Hít hai con hít luôn. Chà. Chà, bảy ống sáo này nó kêu đã luôn á. À. Này mà có gió lớn một chút nữa kêu mất xuống. Đang ro. Rồi xiết cây nữa là lên thẳng luôn. Cái phụ tao bay. Chịu con có đập giải không? Ủa con kia thứ này mà đập giải mà. Cái màu y vậy đập giải phải không? Con kia của ai? Con nào? Con y như cái màu con nhiều con nè. Của ông kia. Ông nào? Con kia giấy màu xanh, con giấy đi. Còn cái mình nó lợp y chang luôn phải không? Làm chung hay quá. Rồi, con này dễ nhất. Con này dễ nhất. Quá đẹp. Đi ba đâu? Dễ nhất. Đó. Chị ba đâu? Chị ba đây. Mày cầm nhiều đâu? Rồi thôi video mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Bạn cử mình quay ba con đọc ba giải cho các bạn xem nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha.